Xin chào tất cả các bạn. Welcome everyone, come to Hoàng Mai High School, one of the top private school in Hà Nội. And it's also my school too. Ngôi trường này đã đồng hành cùng rất nhiều thế hệ học sinh trong suốt 24 năm vừa qua. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những điều thú vị ở ngôi trường này nhé. Với phương châm đào tạo dựa trên triết lý giáo dục của UNESCO, học để biết, học để làm, học để khẳng định bản thân, học để chung sống. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, đức, trí, thể, mỹ. Học sinh của trường luôn tự hào với nền tảng kiến thức vững chắc, phong thái tự tin, đĩnh đạt, chủ động và cởi mở với cuộc sống hiện đại. Qua nhiều lứa thế hệ học trò tốt nghiệp thành đạt, vững vàng trong đường đời, trường Hoàng Mai đã khẳng định vị thế của cơ sở giáo dục tư thục tốt đầu trên địa bàn thành phố, một địa chỉ tin cậy để gửi gắm giấc mơ tương lai cho nhiều học trò và các bậc phụ huynh. Lê Minh Công, một trong điều mình thích nhất ở ngôi trường này chính là hệ thống cơ sở vật chất khang trang, có hệ thống sân bóng, hệ thống điều hòa, máy chiếu và có cả hệ thống camera giám sát nữa. Còn điều mình thấy an tâm nhất ở ngôi trường này đó chính là có hệ thống xe đưa đón buổi sáng khác Hà Nội. Ngoài ra thì còn có hệ thống xe buýt ở ngay đối diện cổng trường, nên ở ngay vị trí trung tâm nữa, cho nên là từ nhà mình cũng rất là xa nhưng mà cái việc đi lại của mình khá là thuận tiện. Tọa lạc tại con đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội, trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai có cơ ngơi khang trang. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ theo quy mô phát triển, phòng học rộng rãi, thoáng mát, 100% các phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại, máy chiếu, âm thanh, điều hòa và internet, sổ liên lạc điện tử, khu vui chơi, sân bóng đá. Đặc biệt, trường Hoàng Mai trang bị hệ thống camera giám sát rộng khắp, giúp đảm bảo an toàn cho học sinh, cũng như hỗ trợ công tác giảng dạy, quản lý tổng thể một cách sâu sát và trực quan, là cầu nối liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh. Với tôi ý, khi mà con thi vào lớp 10 thì tôi cũng nghiên cứu rất là nhiều trường, thì tôi thấy cái môi trường giáo dục của trường của Hoàng Mai rất là tốt. Gửi con vào đây thì không những được hoàn thiện về cái mặt văn hóa mà cái vấn đề về văn thể mỹ thì cũng rất được nhà trường chú trọng. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai là sự hội tụ của những nhà giáo tài năng, bản lĩnh và đầy tâm huyết. 100% cán bộ giáo viên của nhà trường tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên gần 100 người. Trong đó có 1 phó giáo sư, 2 tiến sĩ, 70 thạc sĩ và 15 cử nhân đại học. Thương yêu, quan tâm và đồng hành cùng học sinh trong suốt chặng đường học tập, tập thể cán bộ, giáo viên của Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai đã chắp cánh nuôi dưỡng nhiều tài năng. Hàng năm, 100% các em đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia, hơn 70% các em học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, nhà trường có 426 học sinh khối 12 được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chỉ định dự thi tốt nghiệp tại 5 điểm thi khác nhau. Trường Trung học Phổ thông Nhân Chính 82 học sinh, Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo 81 học sinh, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai 182 học sinh, Trường Trung học Cơ sở Việt Nam Algeri 60 học sinh và Trường Trung học Cơ sở Khương Đình 20 học sinh. Căn cứ kết quả bài thi của học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 27 tháng 8 năm 2020, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của nhà trường đạt gần như tuyệt đối, xấp xỉ 100%, cao hơn so với tỷ lệ tốt nghiệp bình quân chung của cả nước trên 1,0%. Nhiều học sinh của trường đạt điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 rất cao, như em Nguyễn Đức Trường, lớp 12A1, có điểm môn lịch sử đạt 9,75 điểm và môn địa lý đạt 9,25 điểm. Em Đặng Diệu Linh, lớp 12A5, có điểm môn giáo dục công dân đạt 9,5 điểm. Em Vũ Đức Dũng, lớp 12A1, có điểm môn tiếng Anh đạt 9,4 điểm. Em Cao Hải Anh, lớp 12A1 và em Nguyễn Mạnh Cường, lớp 12A4 đều có điểm môn ngữ văn đạt 8,75 điểm. Em Lê Hoàng Tuấn có điểm môn toán đạt 8,6 điểm. Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 của nhà trường là em Nguyễn Mạnh Cường, lớp 12A4 đạt 24,88 điểm. Á khoa 1 là em Lê Thu Hương, lớp 12A15 đạt 24,30 điểm. Và Á khoa 2 là em Nguyễn Hoàng Lương, lớp 12A1, đạt 23,68 điểm.
tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, tỷ lệ học sinh lớp 12 của trường đỗ tốt nghiệp đạt xấp xỉ 97,5%, cao hơn 3,44% so với tỷ lệ tốt nghiệp bình quân chung của cả nước năm 2019, 94,06%. Trong kỷ nguyên của hội nhập, của hợp tác quốc tế, việc trang bị cho học sinh kiến thức ngoại ngữ đa dạng là mục tiêu của trường Trung học phổ thông Hoàng Mai. Với chương trình các lớp chuyên ngữ và song ngữ, nhà trường hướng đến những cơ hội rộng mở hơn cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông, định hướng thêm cho các em về cơ hội du học đào tạo nghề, thi tuyển đại học trong nước hoặc làm việc cho các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Nhà trường ngay từ đầu cũng đã có cái định hướng nghề nghiệp như là phân luồng và phân ban cho các em học sinh khi mới được tuyển sinh vào năm lớp 10. Thầy cô cũng giải đáp đối thoại cho phụ huynh và học sinh để có những cái định hướng nghề nghiệp theo cái năng lực bản thân của các em. Bên cạnh đó thì nhà trường, cái chương trình học tiếng Anh này, nhà trường cũng có định hướng chương trình song ngữ với 4 thứ tiếng, đó là tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Trung, để các em có nhiều cơ hội để lựa chọn nghề nghiệp sau này. Hàng năm thì nhà trường cũng tổ chức các cái chương trình hướng nghiệp kết hợp với các cái doanh nghiệp cũng như là các trường đại học và cao đẳng để tổ chức ngày hội hướng nghiệp cho các em. Xuân trôi qua, 24 năm trưởng thành và phát triển. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh trường phổ thông trung học Hoàng Mai mang trong mình một hành trang kiến thức vững chắc, được chắp cánh bay xa. Bằng chính nội lực và giá trị của mình, trường trung học phổ thông Hoàng Mai đang ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng là ngôi trường trung học phổ thông trọng điểm của quận Thanh Xuân, Hà Nội. Truyền thống tốt đẹp ấy sẽ được thầy và trò nhà trường hôm nay tiếp tục phát huy, gìn giữ, để rồi bao thế hệ rời xa mái trường đều nhớ về lời dặn của thầy cô trường Trung học phổ thông Hoàng Mai. Kiên trì mơ ước, vững bước tương lai.